cứ luôn luôn là mang đồ ăn lên nhà ông thì sẽ có của mang về. Hôm nay thì nhân tiện ăn sáng thấy có cái quán bún đậu là tạt vào luôn, mua 2 suất cho ông bà ngoại về thẩm thử coi sao. Quán này thì là bún đậu thu bốp, hình như cũng khá nổi ở Sơn Tây. Topping thì mình thấy người ta chuẩn bị cũng đa dạng phết, mà mình thấy cũng toàn những thứ mềm mềm dễ ăn nên là ông bà mình ăn có vẻ là ok. Đây, về nhà ông rồi, đợt này thì mình cũng ở nhà suốt nên là cũng dọ dẫm lên nhà ông suốt rồi, biết ngay mà đi giờ này thì không bao giờ gặp được bà nên là thôi cất 1 suất cho bà vậy. Ở đây phần nước chấm thì có cả mắm tôm và mắm thường, thì ông mình xem ăn được cái nào thì ông mình sẽ ăn, và thường thì vẫn sẽ chọn mắm tôm mà. Mình thì ăn rồi nên bây giờ chỉ có ngồi gọt hoa quả và xem ông ăn thôi. Bún đậu thì dễ ăn mà nên mình cũng đoán trước được, nên là ông mình cũng khá là thích, đặc biệt là mấy cái nem rồi là chả cốm. Thực ra là cũng có mấy lần mình mua bún đậu ở đây mang về nhà ăn rồi, cái phần mắm tôm ở đây gọi là siêu dậy mùi. À, đặc biệt là bún đậu ở đây còn có thêm cả phần thịt xiên nữa, nhưng mà cái phần thịt đó thì hơi bị khô, thế nên là mình vẫn cứ thích ăn thịt luộc hơn. Ông Bang bảo là chỉ cần ăn cái phần bún với phần mắm tôm là thấy ngon lắm rồi. Thì đúng mà, đây là bún đậu và mắm tôm, thế nên là món này có ngon hay không thì cái phần mắm tôm quyết định rất là nhiều. Nhưng mà tiếc mỗi cái là đậu lúc mình mua thì cũng là mới rán, cơ mà trên cái đường về nó đã nguội đi rồi, mất đi một phần ngon rồi, thế nên là ăn kiểu mềm mềm mà không được giòn nữa. Hôm nay thì là do ông ăn bún đậu mắm tôm nên mình cũng nghĩ là nên tráng miệng một cái món gì đó, thế nên là cũng quyết định mua thêm táo. Mỗi tội là gọt cái quả này hơi lâu mọi người ạ. Ông ăn xong đến nơi rồi mà mình vẫn còn chưa gọt xong một quả kia kìa. Nhưng mà thực ra là ông mình làm việc gì thì cũng lẹ lắm. Chiều hôm qua mình mới thấy ông đào mấy gốc cây hoa hồng để trồng mà nay đã thấy xong rồi. Ông bảo là đợt này vào mùa hè rồi thì cũng ít cây trồng rau củ nên là cũng chuyển sang trồng mấy cây hoa rồi là cây ăn quả. Mà mấy cây đấy thì trồng siêu lâu chứ đâu có giống như trồng rau đâu. À đấy, ông đang bảo là thích chả cốm lắm nè. Bún đậu mắm tôm thì làm hơi khó nhưng mà riêng chả cốm thì đơn giản. À không, mình không biết làm chả cốm đâu, mình chỉ biết chỗ mua chả cốm ngon thôi. Thế nên cái việc mà ông thích ăn chả cốm mình sẽ ghi tạc vào lòng. Bữa sau mua toàn chả cốm về cho ông ăn luôn. Đấy thì quay đi quay lại, ông mình cũng ăn xong rồi, giờ thì tráng miệng táo thôi. Riêng mấy cái món mà kiểu xôi thịt là ông mình ăn easy mà. Mình thì ngày trước còn mãi mới ăn được mắm tôm, nhưng riêng với ông mình thì cái món mắm tôm gắn bó từ lâu rồi. Thế nên là cứ cái gì chấm với mắm tôm là ông đều ưng hết. Mình thì cũng đang suy nghĩ xem là liệu còn cái món gì mà hay ăn với mắm tôm không nhở. Thì lại biết cái thứ ông thích rồi nên là lần sau lại mang lên cho ông thôi. À đấy, ông đang bảo là táo gì ở đâu mà hay thế, ăn giòn quá, may là răng ông khỏe nên là ông vẫn nhai tốt. Thì táo này cháu lựa từng quả cơ mà, nào để thử xem hương vị ra sao. Lạ nhở, ăn táo mà mình lại cảm nhận được cái vị xoài cơ cả nhà. Còn đây thì là cảm nghĩ của ông ngoại mình. Mình táo ở đây gọi táo Tây, trên Lạng Sơn có đây. Lạng Sơn cái gì nào có ấy. Cái nhiệt độ trên ấy nó khác như ở mình ở đây. Trên ấy nó không có độ gì. Đấy thì ăn xong như một thói quen, ông lại lên nhà uống nước và xỉa răng. Ngồi đó một lúc thì bà mình cũng về, bà đưa luôn cho một chút rau mang về nấu. Ông mình thấy thế cũng không kém cạnh, đưa luôn cho một quả bí. Nếu mọi người xem nhiều clip của mình thì chắc vẫn nhớ đến cây bí đó, thì quả này vẫn là cái quả ở trong cây đó. Còn về cái loại rau này thì tên nó đặc biệt cực kỳ, không phải ai cũng biết đâu nha. Mọi người mà xem đến đây thì nhớ ấn follow kênh mình đó.